Kính chào quý vị khán giả của chương trình Món Ăn Hạnh Phúc. Một tuần trôi qua rất nhanh đúng không nào? Và giờ này thì chắc hẳn quý vị đang quay quần bên những người thân yêu của mình, chuẩn bị những món ăn thật ngon cho một buổi trưa thật là ngon miệng và hạnh phúc đúng không? Còn riêng bản thân Phương Hiếu thì đang chuẩn bị hẹn gặp với một cô diễn viên rất là xinh đẹp, tài năng, vừa là người mẫu, diễn viên, bên cạnh đó còn kinh doanh nữa, cho nên là thời gian rất là hạn hẹp. Vì thời gian ít như vậy cho nên ngay bây giờ Phương Hiếu mời quý vị cùng dành ít phút để gặp gỡ với nàng diễn viên xinh đẹp này nha, và xem cô là ai. Xin mời. Chào Thư. Ủa chào anh Hiếu, tới rồi sao? Cái này phải là chào bà chủ mới đúng hả? Chúc mừng một cái chỗ cần người rất là đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Thôi mình vào trong. Ok. Đầu tiên là phải có một cái lời khen là cái nơi mà Quỳnh Thư đang thực hiện công việc kinh doanh của mình rất là hoành tráng, rất là đẹp và được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Qua đó cũng cho thấy là cái mắt thẩm mỹ của chủ nhân cũng khá là sắc sảo đúng không nào? Cũng cảm ơn Thư là đã dành thời gian cho chương trình và có cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên chắc mình chia sẻ về chủ đề đầu tiên, đó là công việc đi. Công việc? Thật sự là như các bạn khán giả có quan tâm Thư thì được biết là Thư bắt đầu từ người mẫu, sau đó thì đến diễn viên, và bây giờ là song song diễn viên thì là kinh doanh. Nhưng mà một năm qua thì Thư thật sự đã chú tâm vào công việc kinh doanh của mình nhiều hơn. Khi mà mình đã đam mê, mình thỏa mãn với nghệ thuật rồi thì mình cũng phải chọn một cái công việc nào đó để mình cho nó vững chắc. Đúng rồi. Như vậy thì công việc là như thế, còn gia đình thì sao? Gia đình thì có ba, có mẹ, có có hai anh trai và một đứa cháu. Vậy đó, vậy là con gái Úc. Chị cũng được rất là được cưng lắm. Đây là gia đình, đó là gia đình chung, còn gia đình riêng mình nói về tình yêu đi. Chưa có con, chưa có chồng. Vẫn một mình. Thư đã có bạn trai, quen nhau đã hơn 3 năm. Thường thì nghệ sĩ người ta ngại chia sẻ về một nửa của mình lắm, nhưng mà rõ ràng là Quỳnh Thư giống như là chắc chắn về cái mối tình này ha. Hy vọng là sẽ có một cái kết thật là hạnh phúc. Thì cũng hy vọng vậy. Thì Phương Hiếu sẽ hỏi một câu này, chắc chắn rằng quý khán giả, đặc biệt là các chị em nội trợ đang ngồi trước màn nhỏ sẽ rất là thích. Vậy đây là cái bí quyết nè, khi mà Quỳnh Thư là một người mẫu, là một diễn viên, lại đang kinh doanh mà nhưng vẫn giữ được vẻ tươi tắn và rạng rỡ, không biết là có cái bí quyết gì không ạ? Bí quyết hả? Chắc là vậy. Có lẽ là có một gia đình thương yêu mình, một người yêu tốt và công việc cũng khá suôn sẻ, nên là cái đó là cái bí quyết. Chứ không hề gì giấu giếm gì. Không hề giấu giếm gì phải không? Nói đi thì ngoài nói lại, ngoài mình có cái tinh thần nó sảng khoái thì vấn đề ăn uống cũng rất là quan trọng. Cái bí quyết nào để Quỳnh Thư chia sẻ, những món ăn nào mà làm cho Quỳnh Thư cảm thấy là ăn vô thì sẽ đẹp? Ăn vô sẽ đẹp hả? Cái đó là cái sự thật hiển nhiên rồi, là rau củ quả. Rau củ quả thì chắc chắn rồi, thì ai cũng khuyên như thế. Và nhưng mà thật sự luôn á, cái món mà trước giờ Thư đi nhiều nước rồi, Thư ăn rất là nhiều món rồi. Mà thật sự mình không chê bai, mình cũng thích, nhưng mà không có đến nỗi mà phải là lúc nào cũng phải là nhớ hoặc là gọi là chữ ghiền như là cái món Việt Nam mình. Cụ thể Việt Nam cụ thể là cái món là sườn ram mặn. Sườn ram mặn là sườn non ram mặn á, đúng không? Rồi đúng. Thật sự là khi mà nghe thì nó rất là đơn giản, nó rất là bình thường, nhưng mà thật sự cái món đó là cái món mà trong bữa cơm nè, thí dụ như có món đó là Thư sẽ ăn nhiều cơm hơn chắc chắn là gì đó. Có cái kỷ niệm nào với cái món sườn non ram mặn đó không mà Thư lại nhớ như vậy và kể ngay ra cái món đó khi mà nhắc về một những món ăn Việt Nam? Chắc tại mẹ Thư làm món đó ngon. Vậy là do mẹ làm món sườn non ram mặn đó cho ăn rồi ngon rồi nhớ hoài tới giờ luôn. Đi đâu cũng không thấy ai mà cái vị đó nó ngon hơn được mẹ mình. Nói gì nói mẹ mình vẫn là số 1 phải không? Đúng rồi. Nhưng mà khi mà đã được thưởng thức những món ăn ngon trên nhiều nước trong những chuyến du lịch như vậy và ăn món ăn mẹ nấu như vậy, con có thể cũng sành ăn á, đúng không? Anh đang nói đến nhược điểm của em. Thật sự là ăn rất nhiều, thưởng thức rất nhiều, nhưng mà để mà nấu lại món đó thì là một nhược điểm, là một yếu điểm của em, nên là không biết nấu. Không biết rất nấu. Là dở về cái vấn đề mà nội trợ, nên là cái chuyện mà gia đình thì không biết sao đây. Không, em
vẫn đi theo cái quan điểm của em là một người phụ nữ không nhất thiết là phải giỏi nấu ăn nha. Nhưng mà nếu như thực sự mình biết một cái món nào đó, dạng như một món ruột thôi, không cần phải biết quá nhiều đó, thì mình vẫn có thể một cái gì đó nó rất là hay đối với là người chồng mình, khi là mình. Một người vợ thì khi mình biết nấu một món nào đó thì cũng rất là thú vị. Vậy với món sườn non rau mặn biết nấu chưa? Nói chung là anh đừng có hỏi em là có biết nấu không, mà anh hãy khẳng định em là không biết nấu gì đi. Ồ, vậy hả? Vậy thì có bao giờ Quỳnh Thư nghĩ là một dịp nào đó mình sọc món non sườn non rau mặn để chẳng những làm ngược trở lại cho mẹ mình thưởng thức, và bên cạnh đó sau này khi mà có một tấm chồng thì sẽ làm cho chồng ăn không? Vẫn nghĩ là sẽ một ngày nào đó là sẽ học những cái món mà ngon để nấu cho mẹ hoặc là nấu cho người chồng tương lai ăn thì cũng rất là hay. Hy vọng là sẽ có dịp để học và chỗ tài. Tại vì nếu mà Quỳnh Thư chưa biết đến chương trình Món Ăn Hạnh Phúc thì có lẽ sẽ phải đợi một dịp đó Quỳnh Thư rảnh. Còn nếu khi đã đến với chương trình Món Ăn Hạnh Phúc rồi thì ngay bây giờ đây Phương Hiếu sẽ nhờ một người đầu bếp rất là tài hoa của chương trình Món Ăn Hạnh Phúc, đó chính là đầu bếp Thanh Huy, sẽ cùng hướng dẫn cho Quỳnh Thư món sườn non rau mặn. Sẵn sàng tiếp thu công lực chưa? Dạ, sẵn sàng. Chứ phải có sổ giấy tờ ghi lại không anh? Thời hiện đại cầm iPad và quẹt quẹt chứ không có ghi. iPhone cũng được. Và thưa quý vị, như vậy thì ngay bây giờ Phương Hiếu và Quỳnh Thư sẽ mời quý vị khán giả cùng vào bếp gặp gỡ với đầu bếp Thanh Huy để anh Thanh Huy sẽ chỉ bí quyết làm món sườn non rau mặn thật tuyệt vời và thật đơn giản nha. Xin mời quý vị. Chào đầu bếp Thanh Huy, đẹp chào em. Phải không? Rất là khỏe. Và ngày hôm nay khi mà đến với gian bếp này thì em có một món quà dành tặng cho anh Huy. Lấy ngay luôn, anh không có khách sáo. Khi mà anh thực hiện được món ăn hạnh phúc mà cô diễn viên này yêu cầu thì em sẽ đãi anh đi karaoke. Karaoke là anh rất là thích. Nhưng mà em cũng phải nói tên là diễn viên nào để anh biết anh sẽ là cố gắng hết mình chứ. Và vậy nói tới diễn viên mà người đẹp đẹp là anh Huy hỏi ngay tên. Đó chính là diễn viên người mẫu Quỳnh Thư. Vậy thì yên tâm đi Quỳnh Thư ơi, tôi sẽ sẵn sàng làm một món thật là ngon để anh Hiếu dẫn đi đến quán karaoke mình ca bữa cho đã. Ca xong ngày mai khỏi tắt tiếng luôn. Nói thì nói, Quỳnh Thư rất là mong muốn anh Huy hướng dẫn cho Quỳnh Thư làm một món ăn rất là đơn giản, món sườn non rau mặn. Đối với món sườn non rau mặn thì cũng không có gì khó. Việc đầu tiên là chúng ta cần sườn. Cần nguyên liệu là sườn. Đúng rồi. Trong cái miếng sườn em thấy cái phần sườn mà nó cái cọng sườn nó nhỏ hơn, cái xương nó nhỏ hơn. Lúc mà nhìn nguyên cái miếng lớn á thì thấy cái phần mà xương nhỏ hơn. Thì đó là cái sườn non. Và em lựa cho nó có thịt, có xương, nó cũng miếng vừa thôi chứ không có nhiều mỡ dụng nè. Rồi cái xương to quá cũng không được. Chúng ta mua tỏi nè, hành tím, ăn kèm thì có cơm, có rau dưa, cà. Và để cái món này ngon thì anh sử dụng thêm nước dừa. Đó là một trong những cái cách để làm cho món sườn chúng ta hấp dẫn thêm. Vâng, này để xem anh Huy sẽ trổ tài như thế nào. Bây giờ mời anh bắt tay vào công việc nào. Sườn chúng ta rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cái công việc để chế biến. Đầu tiên là đập cái tỏi, mở lửa lên. Có bầm không anh? Không cần bầm, tỏi bầm ở đây có sẵn rồi. Chúng ta sẽ cho một ít dầu vô cái chảo phi cho cái tỏi nó thơm lên. Khi mà nấu ăn mà ở trong gian bếp ở nhà có một chút xíu tỏi phi lên bốc mùi lên rất là thơm, nó sẽ được cái này vào phải không anh, hấp dẫn hơn ha. Đúng rồi, nghe là đói bụng rồi. Chúng ta phi thơm lên ha. Để xem anh Huy ngày hôm nay và quý vị ai sẽ hoàn thành món ăn trước nha. Bây giờ sau khi tỏi đã thơm chúng ta cho sườn vào, cho toàn bộ sườn non vô. Hey. Wow, rất là ấn tượng. Chúng ta sẽ xóc cái sườn này lên cho nó săn lại một chút xíu ha. Sau khi mà cái sườn nó săn lại thì để cho cái miếng sườn nó ngon, nó thấm gia vị á. Thì ngoài cái vị mặn chúng ta cần có cái ngọt nhẹ một chút xíu. Ngọt nhẹ. Và để cho có cái vị ngọt thì chúng ta cho đường vô. Ngoài cái việc làm cho cái sườn nó có vị ngọt, nó còn có cái màu, sắc không? Một chút xíu. Đúng rồi. Cho đường vào. Chút xíu đường vô. Wow. Hồi đó thì ở nhà sử dụng cái nước đường màu thốt nốt á, đường thốt nốt hoặc là đường tán cũng rất là ngon, nhưng mà bây giờ thì hiện đại hơn rồi, chúng ta có thể sử dụng đường cát cũng được. Ở nhà thì thường trước đó là Phương Hiếu vẫn thấy mẹ hay dùng nước màu để bỏ vào, bây giờ chúng ta dùng đường như vậy nó tự nhiên hơn anh ha. Cái đường nó sẽ tạo một lớp caramel và làm cho cái miếng thịt nó vừa bóng nè, vừa lên màu đẹp. Đúng vậy, rõ ràng là cái màu sắc nó ấn tượng hơn rất là nhiều. Rồi
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. À đây, lúc này là mới cho hành băm với tỏi băm vào hả nè? Cho tỏi vô. Dạ. Wow. À, và tiếp theo là tỏi hành thơm rồi, chúng ta sẽ cho chút xíu nước mắm vô. Nước mắm. Xem ra cũng khá là đơn giản các quý vị ha. Wow, có mùi rất là ấn tượng rồi. Bột nêm nè. Dạ. Và tiêu là một nguyên liệu không thể thiếu nữa. Chút xíu muối. Dạ. À, và để cho có cái vị ngọt, chúng ta cũng có thể cho thêm một ít nước dừa vô. Nước dừa đây, nước dừa có nước dừa. Nước dừa tươi. Cảm ơn em. Nước dừa tươi, có nước dừa tươi. À. Rồi, cứ như thế này, chúng ta sẽ để liu riu nhỏ lửa đến khi mà gia vị nó rút vô và cái thịt nó mềm. Lúc đó nó tạo cái vị sánh lại. Wow, như vậy là rồi. Dạ, mình đợi cho cái nước dùng này nó sệt lại, nó thấm vào miếng thịt phải không anh? Đúng rồi. Wow, như vậy là trong tích tắc là quý vị cũng thấy là sườn nó đã thấm gia vị và nước dùng nó cũng đã sệt lại rồi anh Huy ạ. Anh còn một cái công đoạn cuối nữa là anh sẽ cho tiêu vô chút xíu dầu ăn nữa để cho nó bóng hơn. Wow. Nhưng mà em cũng nên nhớ kỹ nha, để cho miếng sườn đẹp như thế này á, là lúc nãy khi mà anh xào cái sườn săn lại rồi á, thì chúng ta sẽ cho một ít đường vô để tạo một lớp caramel làm cho cái miếng sườn nó sẽ bóng, nó sẽ đẹp hơn. Đó cũng là một bí quyết thật là thú vị cho món ăn của chúng ta hấp dẫn và bắt mắt hơn. Cho một ít đường vào khi mà chúng ta vừa xào sườn để cho nó ảo một lớp caramel ở ngoài. Quý vị nhớ nha. Bây giờ anh cho chút xíu dầu ăn vô nè. Rồi. Một ít tiêu vô. Rắc tiêu vô nữa nè. Rồi, tắt lửa. Tắt bếp được rồi anh ha. Đây, quý vị em đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Wow. Hết sức là hấp dẫn. Quý vị cũng thấy là hôm nay thì một món ăn rất là quen thuộc với chúng ta hàng ngày, nhưng mà thiết nghĩ là có bao giờ chúng ta vào bếp để thực hiện món ăn này hay chưa, đúng với những công đoạn mà bếp Thanh Huy vừa chia sẻ, để xem món ăn này hấp dẫn như thế nào, kết hợp với cơm trắng rồi rất tuyệt vời rồi đó. Em nghĩ là với cái món ăn này thì anh có được đi karaoke với em không? Với cái món ăn này thì để xem, chắc chắn là phải nhìn vào mắt thôi là anh vượt qua được vòng chung kết rồi phải không ạ? Rõ ràng là rất là hấp dẫn, thưởng thức thì còn tuyệt vời hơn, cho nên là chắc chắn là anh đã được đi karaoke em rồi. Nhưng mà vấn đề là chủ tiệm karaoke cho mình vô cái không? Cho thì chắc chắn cho rồi, nhưng mà quan trọng là ai trả tiền. Tại vì em mời thì em phải trả đúng không? Dạ, cái này căng, em phải nhờ tài trợ hỏi. Thật sự mà nói thì ngày hôm nay với món ăn này thì có lẽ là chúng ta cũng đã có thêm một món ăn quen thuộc trong gia đình, và với những bí quyết mặc dù nó nhỏ thôi, nó sẽ làm cho món ăn thêm phong phú hơn và hấp dẫn hơn rất nhiều. Hy vọng rằng là diễn viên Quỳnh Hư đã thấy được các bước chế biến món ăn này nó không quá khó, để Quỳnh Hư lúc nào đó có dịp vào bếp thì nhớ ngay đến những bí quyết mà anh Huy đã chia sẻ để thực hiện món ăn này ngay tại nhà của mình nha. Và bây giờ để xem diễn viên Quỳnh Hư sau khi đã xem đầu bếp Thanh Huy hướng dẫn cách chế biến món ăn này có những suy nghĩ như thế nào nha. Sự thì sau khi xem anh Huy chỉ dẫn món ăn sườn nam mặn này thì Huy cảm thấy nó rất là đơn giản và rất là dễ nấu. Nhưng mà không biết là khi mình thấy và mình nghĩ nó có giống như là khi mình thực hiện hay không. Thì chắc là phải dành một bữa thời gian nào rảnh đó để học và thực hiện, để nấu cho những người thân mình ăn, và ba mẹ, những người trong gia đình, hoặc là nhất là người ông xã tương lai của mình. Quý vị khán giả thấy thế nào? Món sườn non ra mặn cũng khá là dễ làm đúng không nào? Qua đó hy vọng rằng Quỳnh Thư cũng đã kịp theo dõi cách hướng dẫn mà đầu bếp Thanh Huy đã cùng hướng dẫn đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay nha. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng sắp hết. Và quý vị đừng quên để trở thành nhân vật tiếp theo và chia sẻ những câu chuyện thật ý nghĩa cùng với những món ăn về chương trình Món Ăn Hạnh Phúc có những cách thức sau đây. Cách đầu tiên đó chính là quý vị hãy gửi thư về đơn vị sản xuất chương trình, công ty tiếp thị truyền thông Ý tưởng Việt, số 384/9 đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cách thứ
2 là quý vị gửi trực tiếp đến địa chỉ email của chương trình monanhanhphuc@gmail.com. Và cách thứ 3 thì sao? Đơn giản, quý vị hãy truy cập vào Facebook của chương trình, chia sẻ những lời nhắn, những dòng tản mạn về những cảm xúc cùng với những món ăn thật ngon về cho chương trình. Còn bây giờ Phương Hiếu xin được nói lời chào tạm biệt, xin mến chúc cho gia đình chúng ta sẽ có một bữa ăn thật ngon và quây quần bên nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.